Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ những cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ có 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm tất cả một clip nó rất là hay, đó chính là clip đấu đỉnh cao. Mà đấu đỉnh cao đấy có một cái điểm hay rằng là Karenak mình sẽ đối đầu với Nakroth ở team địch bên kia. Thì chắc chắn rồi, đây là rank đỉnh cao thì là cái mức rank những người chơi nó sẽ rất là tốt rồi. Thì để mà cầm cân nhắc đối đầu với Nakroth thì làm thế nào? Clip này mình sẽ cố gắng nhất có thể để có thể là giúp các bạn biết cách chơi Karenak phiên bản mùa này, về cách combo, cách zone và cách đen Nakroth như thế nào. Chắc chắn rồi, các bạn sẽ biết. Để mà nói ngang đô thì chắc chắn Nakroth rất khó ăn Karenak, nhưng nếu để bị thọt quá thì chúng ta rất khó đánh Nakroth. Nakroth thì nó sẽ cơ động nhìn hơn Karenak một chút thôi. Rồi mình sẽ qua bộ đỏ, từ tí mình lên bộ xanh, khả năng mình sẽ qua bộ xanh bên này. Sẽ có đe bộ xanh cho Nakroth phá này, thì trận này thì xin chào thằng Nakroth luôn, mình sẽ đe nó đến chết luôn. Này, ăn con bộ đỏ, ăn con bộ xanh lên level 4 nha, này tương hoạt đấy, 4 rồi, nấp bụi kiểu chim của hang, bình tĩnh, đừng im vào đấy, kiểu chim của hang, level 4 là có hang, rồi ok, một anh Natalia, chào anh một màng. Rồi, thằng Nakroth láng lên làm gì, Nakroth, ôi, không ăn được hang luôn, lại đếm đấy. Đấy, rồi thằng Nakroth đã chết các bạn nhá, và bộ xanh của mình đầu tham bình đôi. Thì bây giờ thì nói chung là các bạn thấy đơn giản thôi, mới đâu game 4 màng đâu, cực kỳ xanh. Thì mình game này thì từ cái app nào đâu, các bạn thấy cứ khác bọt đâu. Thì cái đánh đỉnh nói chung là những cái đánh cao người ta kiểu chủ đỉnh kiểu đấy, chủ đồng nó ép rừng đi cả team luôn, 4 người 5 người để đánh rất là kiểu đông đồ cực kỳ luôn, kiểu gầm rắc người ta rất hiểu ý ấy. Rồi một điều quan trọng là các bạn nào có nhu cầu mà muốn nạp quân huy, mua quân huy ấy, thì các bạn hãy nhắn tin vào số Zalo, và đặc biệt rằng mình sẽ chọn nick theo yêu cầu nhắc cái gì là Nakroth đây, nó quật mới chết luôn bây giờ đó. Đấy, bạn nào nhu cầu muốn nick theo yêu cầu thì các bạn nhắn tin vào Zalo nhé. Còn không các bạn lên shop pc.vn. Đây cái phá này là lên, ok, chứa một bạch. Đơn giản các bạn, đấy. Thường thì các bạn nào nhớ cách đấy tầm khoảng rất lâu rồi, mình cũng hướng dẫn các bạn cái nắc một combo là rất là hay. Đấy chính là các bạn kích hoạt chứa 3 và dùng chứa 1 trước vào người. Nhưng cái combo đấy thì nó tuyệt vời rồi, nhưng mà nó rất là khó dùng. Chẳng hạn như các bạn đắc máy, các bạn muốn dùng chứa một có một vị tướng đấy, nhưng mà cảm giác như cái tâm chứa một chưa tới thì các bạn sẽ bị lờ ngờ một cái combo luôn. Cho nên rằng combo thứ hai mình muốn dành cho tất cả các bạn là chính là dùng chứa ba trước. Dùng chứa ba trước trong những tình huống nào? Thứ nhất, khi các bạn dùng chứa ba trước thì chúng ta sẽ không còn chứa thức nó tiếp cận đối phương khí. Ôi thằng này cướp rừng quá rồi, hay thằng nào bay múa đẹp lắm anh em, trời cái thằng này múa rất đẹp đấy. Mình sẽ nói tiếp nhá. Khi tất cả các bạn nào bị để những vị tướng mà nó kiểu không còn gọi là chưa thức chạy, chẳng hạn như thằng ná, thì mình sẽ nhảy cho ba trước đấy, sau mình kích hoạt chưa một rồi một chọc đấy. Cái trường hợp này mình là nhìn thằng ná không còn chưa thức nữa thì mình sẽ kích hoạt chưa ba trước luôn. Để thứ nhất, khi các bạn kích hoạt chưa ba trước thì cái tỷ lệ trúng nó rất là dễ, rất là easy, và tiếp theo nó sẽ làm chậm, và các bạn sẽ kích hoạt combo 1 và chưa 26, nó cùng tối ưu được sức mạnh như vậy thôi. Nhưng cái này thì nó chỉ dành cho ví dụ như những vị tướng nó hết chiếu thức chạy. Nếu các bạn mà dùng chiếu thức đấy trước mà thằng ná còn phun chiếu thì chúng ta sẽ không giết được thằng ná. Thì cách tốt nhất đó chính là các bạn phải để ý được rằng team địch nếu nó không còn chiếu thức chống chạy thì mình khuyến các bạn hãy dùng chiếu 3 nhảy cái pịch một phát làm chậm nó, và kích hoạt chiếu 1 chiếu 2 mà đánh thương là cả một màn. Còn nếu đối phương mà chúng ta có tâm đẹp nhất của nó thì vẫn là chiếu 1 trước các bạn nhé. Đây cái pha này mình có tâm này thì mình sẽ dùng cho ba trước, cái đấy easy thôi đấy, có mặt mà rất là ngon đấy. Cái nhắc thì phiên bản này là chung là mạnh như đợt trước thì không có mạnh như đợt trước đâu, những cái lượng đá mà nó vẫn ok.
Thực sự clip này mình khá sánh thôi, cho nên cái việc mình dồn đá một con bó thì rất easy. Nhưng nếu gặp tất cả các bạn vào những cái trận đấu mà các bạn ngang đô tìm địch mà kiểu không áo vàng nhiều quá thì các bạn sẽ cần phải tối ưu con bó của các bạn, chắc chắn phải chuẩn xác 100% thì nó mới tối ưu được sức mạnh. Rồi cái pha này, rồi chào lo đó, rồi mình sẽ dồn tăng đây, dồn mã lốc, rồi con bó hồi chiếu 1 đấy các bạn. Khi mà chiếu 1 được kích hoạt thì nó được hồi chiếu rất là nhanh các bạn nhé. Rồi một ổ thằng này ná, thằng ná này. Rồi mình kiếm cút phát đây, thằng hai cái té nhá. Rồi hai cái té đây đây đây, mình có hai cái té này, thằng ná đang thiệt binh. Rồi nhảy, mình nhảy vào cái bùi này phát có hàng không? Rồi ui rồi, tiến đoạn như thần anh em mà. Rồi thằng ná cái đó đang sáu mình nhá. Thôi kiếm cút phát thằng ná này, thằng ná đấy đấy trội đạch như hách map anh em ạ. Đấy cho nên các bạn nhìn, nếu các bạn chỉ xem clip và nhìn màn hình các bạn vẫn chưa nhìn được hình dung cái đội này của mình nhiều đâu, mà các bạn phải nhìn cái bản đồ con cơ. Ôi thật thật, một chiếu một chọc, ôi rồi chạy rồi. Bình tĩnh, 7 giấy, chiếu 3 là mình nhảy nhẹ vào này. 4, 3, 4, 3, 2, 1, đấy, thằng lá này nhanh. Áo, đấy, áo có lấy các bạn thấy chứ. Cái trò này quen lắm rồi anh em ạ. Cái trò này thực sự là cái trò mình chơi quá nhiều rồi. Đi vào bụi sóng lướt thẳng về trụ đấy, mình giả vờ đi vào bụi nhưng mình sẽ bay thẳng vào trụ nó đấy các bạn. Cách áo và lấy đấy. Nói chung là con Nagarot mình chơi quá nhiều, mình hiểu được Nagarot quả như nào đâu. Rồi cái phá này đấy, không biết được như nào. Rồi không kích hoạt cho một thì mình chơi cho bá bắt này đấy, cho bá bắt nhảy này, nhảy luôn không phải suy nghĩ. Trời ơi nó đà kiểu chi chi anh em ạ. Rồi clip này thì các bạn biết đấy, Nagarot thì nó chết thì mình đâu, bây giờ một ngày kiểu gì nó chết đấy. Cho nên chung quy đăng clip này thì mình sẽ muốn nói đến tất cả các bạn hái cách combo của cái nắc, thì là chúng cách combo khi các bạn dùng cho một cước rồi mình kích hoạt cho bá thì combo này mình thấy nó tối ưu hơn. Bởi vì khi các bạn nhảy phát xuống thì các bạn sẽ chặt tiếp theo một chiêu một nữa. Nhưng cái cách đấy khi chiêu một của nó thì phải quan trọng tâm. Nếu các bạn không đặt tâm được thì các bạn sẽ phải chú ý một chút rằng là thằng tiến địch nó còn chiếu thức chảy không. Nếu không còn chiếu thức chảy thì các bạn sẽ kích hoạt đây cái pha này, nhảy vào bây giờ tao hành bị chết luôn, tao đem chết luôn nè. Cái gì ổn rồi, được quá đấy nha. À từ hồi chưa bá phát anh em ạ, hồi chưa bá phát nhé. Đấy thằng nào rồi, thằng nào rồi, rồi từ mình thả một chút cả rồi mình đi tìm nè. Thằng nào không biết nó quá cái mảng này không thích. Đấy còn chưa bá này kết thúc. Từ con khá một chút rồi đấy, mình sẽ thằng ná thoát lắm đấy anh em nhé. Rồi mình sẽ nói tiếp một chút về từ cái phá này mình sẽ tập trung thằng ná bắt đầu đây nấp đấy này, đây vài nấp một phát thằng ná sẽ đi vòng bên dưới này, đi vòng bên dưới đấy, đấy rồi đấy một phát đấy các bạn thấy chưa, tuyệt vời nhất của nó vẫn là kích hoạt chiếu một thước đấy, kích hoạt chiếu một thước nhưng mà phải nói là tâm các bạn nhé. Nhiều bạn bị mắc một cái lỗi cái nhất là các bạn cứ muốn dùng chiếu một để cho phớt hết, nhưng các bạn cứ dệt nó và cuối cùng các bạn không đạt được cái tâm chiếu một hết, đâm ra các bạn sẽ bị mất một cái điểm hai nhịp. Đây các bạn phải cân nhắc để rằng là mình dùng cái combo nào trước đấy. Dù cái phá này thì dùng chiếu một đạt tâm thì dùng chiếu một combo, còn dù các bạn phá này không đạt tâm các bạn phải cấn dùng chiếu ba trước luôn, bởi vì các bạn dùng chiếu ba trước thì cái tâm của nó sẽ rộng hơn chiếu một rất là nhiều, và khi mà dính đối phương nó sẽ bị giam chầm và các bạn sẽ kích hoạt chiếu một chiếu hai sau đấy. Cho nên clip này mình sẽ gửi gắm các bạn hai combo đấy xuyên suốt những cái trường hợp đấy cho các bạn phân tích gặp những tình huống nào thì sử dụng combo nào để cho các bạn hiệu quả, chứ không có bản tin nào thì nhất thiết là phải chơi chiếu một to trước các bạn nhỉ, thì nó sẽ lờ giờ mất vài nhịp của các bạn, đâm ra rất là khó chơi đấy. Cái đấy nhắc trên bản môn em nó yếu đâu. Rồi đấy, chẳng hạn cái pha này mình không đủ kiểu cảm giác như kiểu ví dụ mà muốn đủ tâm phát đấy, mình sợ nó choáng phát thì mình sẽ dùng chiếu ba trước đấy. Cho nên các bạn phải cân nhắc rằng là dùng cái tình huống nào, các bạn dùng combo nào, các bạn phải sẵn ở trong đâu luôn đấy. Cái pha này mình bay vào đấy, cảm giác chiếu một không đặt tâm thì dùng chiếu ba luôn đấy, không suy nghĩ lắng ngang đâu. Cái pha bình tĩnh này, từ kích hoạt chiếu ba phát đấy, rồi nhảy cái tạch chiếu chiếu hai luôn nhẹ nhàng các bạn như ăn một con cơ vét của rừng nữa. Các bạn chỉ cần di chuyển cốm kéo các bạn nhé, các bạn thấy mình di chuyển không? Di chuyển hay màu má màu mè đấy, di chuyển rồi sai một phát nấp ở trong rừng rồi đứng im một phát là giống như là lấy con cơ vét luôn, cực kỳ nhàn hạ các bạn nhé. Rồi cái pha này các bạn, mình sẽ đi tìm thằng ná tiếp nhé. Sẽ đi khả năng đây rồi, thằng ná ở dưới nhá đây dành cái phần này mình sẽ đi vô được ná. Rồi cái khoản chưa bán thì chảy đâu ạ, quá tương nào, quá đi tôi thấy kiểu cảm giác cái ná mà có chứ tôi kia mình biết rồi các bạn ạ. Nó rất là khó rồi, cái này cứ bảo cho bạn nhảy vào luôn, sập rồi, cái bạn này chín phút, ôi bắn sớm các bạn nhé, khá này nhảy xịt, tôi lên luôn, đấy lùi một chút rồi, má lốc nhá, một tập một hai rồi, còn thứ ba nhá, thứ ba thật này rồi, khá là té luôn, một nhảy ra đi một em, rất là tuyệt tình đúng không? Cái nhắc thì là cái mua này mình cũng khuyến các bạn một cái là
Heavy có cái tiếp cận mục tiêu á, kiểu cảm giác như ở trên bàn tay cắn nhát để bắn ra mục tiêu rất là khó. Cho nên là mình chỉ khuyến là một cái là phải cân nhắc khi bắn ra mục tiêu. Đấy là một cái trận đấu khó khăn, nhưng mà không có một nói gì đấy, trận đấu hình cao thôi. Thì mình có thể nào là một cái cách gì cả. Nhưng mà dù các bạn gặp một trận đấu mà vẫn đang nữa, các bạn cứ vang một chút. Nhưng mà cái việc là phải cắn mục tiêu nó rất là khó khăn. Clip này của mình còn chưa được hoàn thành, và mình nghĩ là khả năng xém của Let's Game đó, cho nên là mình nghĩ clip này thì các bạn phải tạm thôi. Hãy nhớ cho mình hai combo đấy, khi các bạn nắm bắt được hai combo đấy thì mình nghĩ các bạn thực tế đánh hát nó sẽ được tốt hơn một chút, nó sẽ ok hơn, không còn lừ lừ, không còn bị mất một nhịp hai nhịp nữa cả đấy. Cho nên là trước mắt là ok như vậy, thì mình nghĩ clip để kết thúc con thì các bạn lấy lời nhé, siêu phẩm đã còn được 6 clip đấy, nên các bạn hãy tập trung vào xem 6 clip và một cái vần to nhá để nghe được tiếng Lan nghe thật tuyệt vời hơn. Và hẹn gặp tất cả các bạn ở clip 6 và xin chào gặp tất cả các bạn nhé. Mà yêu, bye bye.